Họp mặt gia đình chính sách quyền ký sách tỉnh Sóc Trăng, ông Quỳnh Minh Chắc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang vận động hơn 30 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Báo động tình trạng ô nhiễm nước mặt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Hậu Giang tập trung các giải pháp nâng cao đội ngũ nhân lực, trong đó 100% cán bộ, giáo viên, công tác tại trung tâm giáo dục đều có trình độ đại học trở lên. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Trung ương Hậu Giang hôm nay Chủ nhật ngày 27 tháng 12 năm 2015. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 26 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Sáng nay, huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức họp mặt với hơn 250 thương bệnh binh của hai xã Ba Trinh và Trinh Phú. Cùng tham dự buổi họp mặt có ông Quỳnh Minh Chắc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang, cùng các đồng chí lão thành cách mạng, các anh hùng lực lượng vũ trang đã từng sống và chiến đấu trên vùng đất anh hùng này. Buổi họp mặt đã ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng của quân và dân xã Ba Trinh, Trinh Phú trong thời chiến cũng như tinh thần hăng hái sản xuất trong thời bình. Nơi đây là quê hương của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Thiều Văn Chỏi và đây cũng là mảnh đất sản sinh ra nhiều tướng lĩnh quân đội, các nhà lãnh đạo cho khu vực Tây Nam Bộ. Trong buổi họp mặt, các đại biểu đã thắp nhang tưởng niệm công ơn của hơn 570 anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Trong công cuộc xây dựng cuộc sống mới, Ba Trinh đang trên đà xây dựng nông thôn mới, nhưng đang gặp khó trong xây dựng trường lớp. Nhân buổi họp mặt, bên cạnh thăm hỏi tình hình đời sống của các gia đình chính sách, ông Quỳnh Minh Chắc cũng đã vận động được 20 tỷ đồng từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để xây dựng trường tiểu học Ba Trinh, 10 tỷ đồng từ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Hà Nội để xây dựng đường giao thông nông thôn. Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Hậu Giang tặng 50 TV và công ty sổ số kiến thiết Hậu Giang tặng 100 xe đạp cho gia đình các thương binh liệt sĩ trong xã, cùng nhiều sự đóng góp của các cá nhân, doanh nghiệp khác. Cuộc họp mặt hôm nay cũng là lần thứ hai tôi trở về quê để cùng các đồng chí họp mặt tri ân những gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh và cũng có dịp gặp lại các đồng chí còn sống sau chiến tranh giải phóng dân tộc. Nhân dịp này cũng xin gửi đến các đồng chí nguyên là chỉ huy qua các thời kỳ, các đồng chí là cán bộ lãnh đạo của tỉnh Sóc Trăng, Kế Sách, Ba Trinh, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí thương binh đã từng kề vai sát cánh cùng tôi trong những năm tháng chiến đấu ở chiến trường Kế Sách. Một lần nữa xin chúc các đồng chí luôn luôn mạnh khỏe, phấn đấu, làm ăn phát đạt, giữ vững cái truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam và truyền thống của quê hương Ba Trinh, quê hương Kế Sách anh hùng. Xin được chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thời gian tới, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn được phép chuyển nhượng dự án khu dân cư phát triển đô thị khu vực 2 và 3, phường 5 của thành phố Vị Thanh cho chủ đầu tư mới là Công ty Cổ phần Pacific, nhanh chóng làm thủ tục và phải hoàn thành trong tháng 12 này. Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Trịnh Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang tại buổi làm việc với lãnh đạo công ty để đẩy nhanh tiến độ dự án. Khu dân cư phát triển đô thị khu vực 2 và 3, phường 5 thành phố Vị Thanh giai đoạn 1 có diện tích gần 28 ha với tổng mức đầu tư khoảng 312 tỷ đồng, được triển khai thực hiện từ năm 2008. Hiện chủ đầu tư đã cơ bản hoàn thành công tác san lấp giải phóng mặt bằng với tổng vốn đầu tư khoảng 170 tỷ đồng. Do khó khăn về tài chính nên dự án không thể triển khai tiếp. Chính vì vậy, đại diện Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Sài Gòn mong muốn tỉnh cho phép chuyển nhượng cho chủ đầu tư mới là Công ty Cổ phần Pacific để dự án tiếp tục được triển khai. Thưa quý vị, giai đoạn 2015-2020, Hậu Giang phấn đấu có trên 83% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Và để đạt được kết quả này,
thời gian qua tỉnh đã và đang tập trung nhiều giải pháp tạo điều kiện cho người dân mua bảo hiểm y tế. Đặc biệt là trong năm 2015 này, tỉnh đã tập trung rà soát, điều tra số lượng người dân tham gia theo hộ gia đình. Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2015, toàn tỉnh có hơn 500.000 người, đạt 65,3% tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Con số này vừa đạt với mục tiêu mà Hội đồng Nhân dân tỉnh đề ra từ đầu năm. Còn tại các địa phương, chỉ tiêu về bảo hiểm y tế cũng thực hiện đạt và vượt so với yêu cầu đề ra. Năm 2015 là năm đầu thực hiện luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế năm 2014. Với nhiều điểm mới mang tính đột phá, tuy nhiên việc triển khai luật bảo hiểm y tế cũng đang đặt ra không ít khó khăn đối với ngành bảo hiểm xã hội nếu không có sự vào cuộc của các cơ quan và chính quyền địa phương. Với cách làm riêng của mình, huyện Châu Thành A đang tiến dần đến mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Gia đình ông Trần Văn Lùng, xã Nhân Nghĩa A, trên 7 năm tham gia bảo hiểm y tế. Nhờ vậy, vừa qua, ông đi phẫu thuật tuyến giáp, không phải tốn nhiều chi phí. Thấy lợi ích này, nên ông mua bảo hiểm y tế cho tất cả 6 thành viên trong gia đình. Có mà bệnh hoạn thì nó đỡ tốn cho gia đình. Thí dụ như một ca bệnh mà vô trong trạm thì tốn cũng khoảng 1-2 triệu, mà sẽ tốt hơn luôn cả hết gia đình, nó gọn nhẹ. Để vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, trong thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện đã đầu tư mới. Đặc biệt, đối tượng học sinh, sinh viên được quan tâm nhiều hơn. Đối với học sinh, số lượng học sinh tham gia 100% như vậy, thì chúng tôi cũng có đề xuất với là Trung tâm Y tế cần cái mở rộng cái nơi khám chữa bệnh của là đối với là bảo hiểm y tế đối với học sinh. Và kể cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật thì cũng là phải có khám bệnh đối với những em này. Tại vì thứ Bảy, Chủ nhật mấy em mới được nghỉ. Đó, thì từ đó nên là những cái giải pháp trên thì phụ huynh cũng thấy cũng từ đó có hiệu quả, nên phụ huynh nó là cũng tham gia rất là nhiệt tình và cũng đạt cái yêu cầu của tôi đề ra. Tiếp tục cái duy trì các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ cao, thì đồng thời là tập trung mở rộng và phát triển nhóm đối tượng còn nhiều tiềm năng, tiếp tục tuyên truyền vận động cái khai thác tốt đối tượng hộ gia đình như là hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình theo cái thông tư 22 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, thì đối tượng này thì được nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng và được tham gia theo từng hộ gia đình. Để thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, Bảo hiểm xã hội huyện phấn đấu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế là 75% dân số trên địa bàn, 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế ở năm học 2015-2016, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú để người dân hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế. Thưa quý vị, trong năm 2015 này, tình hình hạn hán, nắng nóng gay gắt kéo dài khiến cho nguy cơ cháy rừng ở Hậu Giang vào mùa khô được báo động là ở cấp độ cao. Tuy nhiên, nhờ kịp thời thực hiện các biện pháp đồng bộ cũng như là ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát, nên suốt 5 năm liền không xảy ra vụ cháy rừng nào. Trong thời gian cao điểm mùa khô năm 2015 đã xảy ra 3 nguy cơ cháy rừng từ cấp độ cao đến cấp độ cực kỳ nguy hiểm, dựa trên việc lấy mẫu xác định độ ẩm, vật liệu cháy ở các khu rừng trọng điểm theo phương pháp một trắc kết hợp với số liệu công nghệ viễn thám. Khi đó, các chủ rừng được vận động dọn cỏ thông luồng hơn 55 km trục kênh chính, nhét dọn kênh mương trữ nước, tu sửa 72 cống đập giữ nước, thực hiện 328 cuộc tuần tra nhằm hạn chế tối đa người dân ra vào rừng trái phép, nhất là tình trạng đốt ong lấy mật dễ xảy ra cháy rừng. Dự báo năm 2016 sẽ xảy ra hạn hán nghiêm trọng kéo dài do hiện tượng El Nino quay trở lại theo chu kỳ, cùng với tình hình mưa giảm sút trong năm 2015 khiến lượng nước đưa về hạ nguồn khan hiếm. Vì vậy, Ban chỉ đạo tỉnh Hậu Giang lên kế hoạch thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp theo phương châm 4 tại chỗ, lấy công tác phòng cháy làm trọng tâm. Thưa quý vị, theo báo cáo mới nhất của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang, thì trong năm nay, chất lượng không khí trên địa bàn tỉnh tốt hơn năm 2014. Thế nhưng, nhiều khu vực tập trung, tình trạng ô nhiễm môi trường đang ở mức báo động.
Theo kết quả quan trắc của Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường tỉnh, có 5 trên 12 điểm có các thông số như NO2, tiếng ồn hầu hết vượt giới hạn cho phép của quy chuẩn. Có 6 trên 32 điểm quan trắc đã bị ô nhiễm nặng, cần có biện pháp xử lý. Đối với chất lượng môi trường nước mặt đã có những chuyển biến tích cực và không có biểu hiện gia tăng ô nhiễm, nhưng các nguồn gây ô nhiễm vẫn tiếp tục gia tăng về số lượng và thành phần độc hại theo quá trình phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, hầu hết các giếng quan trắc trên toàn tỉnh đã bị ô nhiễm hữu cơ và nhiễm mặn. Chất lượng môi trường đất vẫn còn tương đối tốt. Hầu hết các điểm quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép. Với những thông tin như trên thì rõ ràng để quản lý sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường có hiệu quả, điều cần thiết đầu tiên là phải có những thông tin về chất lượng môi trường hiện nay. Và để quý vị có thể hiểu chi tiết hơn về diễn biến môi trường ở Hậu Giang thời gian qua, cũng như là biện pháp kiểm tra bảo vệ thời gian tới, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Đào Trung Ngữ, Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa ông, mỗi năm thì tỉnh Hậu Giang đều có báo cáo kết quả quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh. Vậy thì dựa vào báo cáo kết quả trong những năm qua thì xin ông cho biết chất lượng môi trường ở Hậu Giang hiện nay như thế nào? Thì qua kết quả quan trắc môi trường năm 2015 á, đối chiếu với cái quy chuẩn về chất lượng nước mặt á và cái chỉ số WPI á, là cái chỉ số đánh giá chất lượng nước mặt á, thì nó cho thấy là chất lượng môi trường nước mặt trên địa bàn tỉnh là có một số vị trí là nó bị ô nhiễm. Và cụ thể như là cái khu vực Kinh Sáng Sành Ho, rồi cái khu vực sông Ba Lá, rồi cái đoạn kênh Lấy Hiếu, kênh Bún Đào. Đây là những vị trí mà nó ô nhiễm hơn so với những vị trí khác. Thì các khu vực còn lại thì chất lượng nước mặt thì nó tương đối tốt. Còn đối với môi trường không khí á, thì có hai vị trí mà qua cái đoạn chắc là cho thấy có hai vị trí mà đáng quan tâm á, là cái khu vực ngã ba Cái Tắc và cái khu vực gần cái bến xe của thị xã Ngã Bảy. Thì đối với những khu vực này thì nó bị ô nhiễm chủ yếu là cái bụi lơ lửng, thông số ồn, đó là hai cái thông số đó thì nó vượt giới hạn, do là những cái khu vực này là ở quốc lộ 1. Với những kết quả trên, vậy thì theo ông, chất lượng môi trường nào hiện nay đang có xu hướng ô nhiễm nhanh và cần phải tập trung kiểm tra, khảo sát cũng như là khắc phục? Đối với thành phần môi trường mà đáng quan tâm nhất hiện nay là môi trường nước mặt. Mặc dù là nó không có nhiều biến động, nhưng mà nhìn chung là nước mặt mình cũng là đang có dấu hiệu bị ô nhiễm. Thì kết quả quan trắc chỉ ra rằng là các thông số ô nhiễm chủ yếu là do chất hữu cơ, rồi chất rắn lơ lửng và vi sinh trong nước cao. Các điểm ô nhiễm thì tập trung chủ yếu là tại các vị trí chịu tác động từ các khu đô thị, khu dân cư, từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp và công nghiệp. Do đó thì trong thời gian tới là mình cần tập trung các cái giải pháp để nâng cao hơn nữa là chất lượng nước mặt trên địa bàn tỉnh, như là các cái giải pháp làm sao để thu gom và xử lý nước thải từ các đô thị, rồi các khu dân cư, chất thải rắn từ các cái hoạt động sản xuất nông nghiệp, tăng cường cái công tác bảo vệ môi trường ở nông thôn. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay. Qua 7 năm đồng hành, chương trình Các Dòng Sống đã giúp 1.600 người thoát khỏi cảnh bệnh tật, đói nghèo, lan tỏa tình thương yêu đến tất cả mọi người. Hậu Giang tập trung các giải pháp nâng cao đội ngũ nhân lực, trong đó 100% cán bộ giáo viên công tác tại trung tâm giáo dục đều có trình độ đại học trở lên. Thưa quý vị, tháng 9 năm 2008, chương trình truyền hình nhân đạo Khát Dòng Sống ra đời, khởi đầu cho một hành trình nhân nghĩa. Tại từng địa phương thực hiện, Khát Dòng Sống đã xây dựng phong trào sẻ chia, gắn kết sức mạnh của cộng đồng, giúp cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nỗ lực vươn lên. Và với tiêu chí, định hướng rõ ràng, Khát Dòng Sống đã đón nhận sự đồng hành của các cơ quan, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Vào ngày hôm qua thì tại thành phố Hồ Chí Minh, chương trình đã tổ chức tổng kết nhìn lại hành trình suốt 7 năm qua.
7 năm cùng với sự chung tay của cộng đồng, Khát Vọng Sống đã đến chia sẻ với hơn 400 gia cảnh ở miền Đông và miền Tây Nam Bộ, với khoảng 1.600 người thoát khỏi cảnh bệnh tật, đói nghèo. Riêng năm thứ 7 năm 2015 vừa qua, tổng số tiền trợ giúp lên hơn 4 tỷ đồng, cao nhất trong 7 năm qua. Trong đó, 21 căn nhà được xây sửa mới, 12 trường hợp điều trị y tế kỹ thuật cao tại các bệnh viện lớn thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hậu Giang, trong 5 năm qua, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và Công ty Cổ phần Quảng cáo Nhất trợ giúp được hơn 3,5 tỷ đồng cho khoảng 60 gia đình. Nhiều trường hợp hồi sinh lại tiếp tục đến động viên và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Những kết quả đạt được trong chặng đường 7 năm qua là động lực để Khát Vọng Sống chuyển bước trong thời gian tới để đến với bà con nghèo. Nhằm giúp những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh nghèo có điều kiện đến trường. Hôm qua, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tây Nam Bộ đã trao 15 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, mỗi căn trị giá 32 triệu đồng và 60 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh tại ba xã là Trường Đông Tây, Trường Đông A và xã Tân Hòa của huyện Châu Thành A, giúp các đối tượng trên địa bàn tiếp tục phấn đấu trong lao động sản xuất và học tập tốt. Trước đó, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tây Nam Bộ cũng đã tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 600 bệnh nhân nghèo tại ba xã này. Thưa quý vị, để đưa Hậu Giang tiếp tục phát triển trở thành tỉnh khá vùng đồng bằng sông Cửu Long theo nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra, ngoài chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng trong mỗi lĩnh vực thì một vấn đề khác cũng cần được quan tâm là bồi dưỡng đào tạo cán bộ lãnh đạo có đầy đủ phẩm chất, có tâm, có tầm, nhất là nguồn nhân lực sau đại học. Đây là một thách thức không nhỏ, bởi tính từ sau khi chia tách tỉnh đến nay, lực lượng cán bộ có trình độ chuyên môn cao của Hậu Giang vẫn còn khiêm tốn so với các tỉnh thành lân cận. Và đâu là giải pháp thực hiện bài toán này? Phương viên thời sự có ghi nhận. Kết thúc nhiệm kỳ 2010-2015, ngành giáo dục Hậu Giang có hơn 10.800 cán bộ giáo viên. Tuy nhiên, trong đó chỉ có 126 cán bộ giáo viên có trình độ sau đại học, một con số rất thấp so với nhu cầu nhân lực mà tỉnh đang cần. Bên cạnh đó, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý hiện nay phát triển chưa đồng bộ, đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc. Vì thế, trong giai đoạn 2016-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang xác định phát triển nhân lực giáo dục đào tạo là mục tiêu quan trọng đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo chung của cả nước và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Để thực hiện mục tiêu này, Sở sẽ tập trung số vốn gần 9 tỷ đồng để tập trung đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của ngành, để đến năm 2020, ngành sẽ có trên 300 cán bộ giáo viên có trình độ sau đại học. Đặc biệt, 100% cán bộ giáo viên công tác tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường trung học phổ thông, cao đẳng đại học có trình độ đại học trở lên. Thì ngành cũng có là đẩy mạnh cái công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên hàng năm kết hợp với các cái trường đại học có uy tín để chúng ta đào tạo bồi dưỡng để nâng cao cái trình độ chuyên môn giáo viên hàng năm. Trong đó thì có khuyến khích là giáo viên là tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao cái chất lượng. Đặc biệt là đối với học sinh ở nhà trường thì ở đây ngành giáo dục rất là quan tâm nâng cao cái chất lượng giáo dục ở nhà trường. Thì muốn nâng cao được thì phải đầu tư về cái cơ sở vật chất cũng như là nâng cao cái chất lượng đội ngũ giáo viên là phải dạy giỏi. Đó, từ đó mới đào tạo ra các em học sinh giỏi. Cùng với ngành giáo dục tỉnh, hiện nay trường cao đẳng cộng đồng Hậu Giang, một trong những đơn vị chủ lực đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh, với hơn 100 giảng viên tham gia công tác giảng dạy, trong đó có 60 thạc sĩ. Tương lai đến năm 2020, khi xây dựng trường trở thành trường đại học trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, tất cả giảng viên của trường sẽ đạt trình độ thạc sĩ trở lên. Để thực hiện mục tiêu này, trường đã xây dựng nhiều hình thức liên kết đào tạo với các trường đại học uy tín, đặt lớp đào tạo trình độ thạc sĩ, tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo chuyên sâu cho giảng viên trường. Cái hướng tới thì trường đã xây dựng cái phương thức và chương trình đào tạo hiện đại, hấp dẫn, linh hoạt và hiệu quả để nhằm phục vụ cái nhiệm vụ chính trị hàng đầu, đó là tạo cái nguồn nhân lực cho tỉnh Hậu Giang.
tiếp tục đào tạo theo cái hệ thống tín chỉ, mở thêm cái nhiều cái mã ngành mới gắn với cái thị trường lao động tại địa phương, đặc biệt là doanh nghiệp, áp dụng cái chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, cụ thể là trường cao đẳng Durham của Canada. Thực tế cho thấy, muốn duy trì và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên giỏi, có trình độ và năng lực phục vụ công tác, một mặt cần bố trí công việc đúng với chuyên môn, nghiệp vụ, một mặt cần tạo ra môi trường làm việc tự do, khuyến khích sự say mê, sáng tạo trong công việc. Bên cạnh đó, chính sách đãi ngộ với những người có trình độ cần được thực hiện thường xuyên. Có như vậy mới đảm bảo công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành giáo dục Hậu Giang đạt hiệu quả thiết thực, tạo động lực và tiền đề mạnh mẽ giúp Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững hơn. Thứ hai, ngày 28 tháng 12, lãnh đạo tỉnh dự hội nghị của Chính phủ với các địa phương để triển khai nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh họp rà soát công tác tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Dương lịch 2016. Từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 12, Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra kết quả công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang kỷ niệm 10 năm thành lập. Thứ năm, ngày 31 tháng 12, lãnh đạo tỉnh dự chương trình văn nghệ Hậu Giang ngày nắng mới tại công viên Sà No. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Trung ương Hậu Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.